các bạn thấy không? Đó, sạch đi à. Đó. Nhà của người ta luôn rồi. Với đồ ăn muối dưa đùm tum lá chân. Bữa nay thấy cây lê này nữa nè các bạn. Lê này giống khác các bạn ơi. Cái loại này là khác. Ồ, loại này à. Loại này lê Mỹ nè, lê Mỹ bữa mình mua ở chợ nè chị Lon. Không, hôm qua không có bẻ lê này. Nhưng mà ít chết cha rồi. Cái gì đâu đụng cái rụng vậy trời. Cái cục. Các bạn, lê này ngọt lắm, lê này ở ngoài chợ mình mua mấy đồng á cũng mắc lắm á. Mà nó thơm dữ lắm các bạn. Ăn nó thơm cực kỳ luôn. Muốn lấy gì nữa không? Dạ với lát hải lê với cái lê xanh bự nữa. Cái ớt này hái nên giờ chưa xong. Quá trời ớt. Cái cây nhỏ này mà vậy mà lại trái chín nhiều. Trồng chậu nhỏ rồi về chiết hai chậu nhỏ. Cái mồng tơi xin gốc đi về gieo giống năm sau. Có lên mà. Có lên không? Đây lên rồi mà bị nai quất mới còn mới còn đang lên kìa. Năm nay nhà mình không có mồng tơi. Nai ăn hết trơn hả? Bị nai ăn chứ không phải là không có. Nai ăn hết không bán phiên mình ăn. Ừ. Nó không có trồng đất được. Còn mà mồng tơi mà trồng chậu thì lá ăn không có được đâu. Ba gốc đủ chưa? Dạ đủ rồi, dư rồi, anh nhiều mà. Còn mà em trồng chậu cái lá nó cỡ này cái này là dữ lắm rồi. Ngọt. Dữ lắm rồi đó. Thơm. Rồi sao đó một đợt là cái như lá chút 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 không à. Bà ngoại đi ra hét con gì ngộ. Làm thời trai hồi nào vậy trời. Nước không? Đang có trái lê tàu này chín không thấy là chuyện trái rồi. Ủa mà quên răng ăn đâu được. Ừ. Thấy nó ăn mà ngồi chính thèm rồi. Luôn á. Mềm dẫm luôn. Bởi vậy. Nó mềm quá nó còn ngon nữa. Nó mềm à, nên chấm luôn. Ngọt. Chưa ăn đó. Ngọt. Anh ăn thử đi. Thôi, thôi. Ăn mình thèm luôn á, đi chỗ khác ăn. Ừ. Mềm dẻo anh lịch. Ngậm qua chỉ ăn bánh mì ăn còn không được, hôm nay đồ đồ. Đúng không? Cứ ngã sao mà em ăn trái, chắc nãy em ăn cái trái kia em đụng cái nó gớt á, cho nên mềm. Nãy em đụng nó vậy là nó gớt nè. Gớt là cái trái nó chín mùi rồi. Ừ. Cái này giờ hái đem về dưới cho trời. Mẹ trái này chín mùi rồi nè anh Lịch. Mùi mèo rồi. Ừ. Tao đưa cho anh này. Bởi nên nó tuổi mới mềm. Tuổi nó rồi. Tuổi nó tuổi nó mới mềm. Cái này đâu ăn được. Anh hái đi. Anh đứng ở không làm gì anh hái cho chị Lon đi. Cho chị đem về. Bao rồi hả? Dạ. Yeah. Nhưng mà giờ mình hái về mình để vài ngày hả? Nãy giờ anh hái mồng tơi. Mồng tơi này hái xong về cả làng ăn luôn á các bạn. Đem ra ngoài chợ. Cậu Tư trồng phải làm một cái hàng để cho mình chen cái ghế vô mình ngồi được thì mới ra hái nổi hết. Ờ. Cậu Tư trồng không có chỗ để vô ngồi. Cậu Tư có cái lỗ trống nào cậu Tư trồng hết. Cậu Tư trồng đi, năm sau em sẽ đăng ký em lên em hái rồi em ra Y Định ngồi em bán. Vậy là ra ngoài Y Định ngồi bán. Chia đi chia tiền à, rồi đem về chia tiền anh em đi mua kem ăn. Cứ trồng. Chứ gì nữa, tôi ra tôi bán cái xong cái tôi đem theo. Đây là nó sẽ bán được thôi. Tôi đem theo cái dù. Nhưng mà không có khách đàn bà, tại là khách đàn ông cũng được. Cái đó mày nó mua là được rồi. Mua là được rồi. Giống như xưa chị bán chuối đó. Ừ. Khách đàn ông mua không à, đàn bà đâu có mua. Đàn mua nó tới nó trả mình dưới giá vốn luôn. Ừ. Bởi vì mẹ bán cả ngày không có nảy chuối nào mà chị nhiều giờ là chị bán nhiều lắm. Bán hết. Đàn ông mua không à. Đàn bà là nó trả rẻ mạt mình không có bán được. Ừ. Đàn ông nói nhiêu mua vậy? Dễ, đàn ông họ mua dễ vậy hả? Tặng em nghe, chúc cho anh xin số điện thoại nha. Vui. Rồi đi bán cũng vui. Còn trẻ thì cái gì vậy? Bầu nó ra bông thêm nữa các bạn. Để mình quay cho bạn xem. Mấy cái đứa trăm rồi vô cái chơi chừng ta đang biết có dạng quý cho mình sao mà đặt.
Đấy các bạn, lê nè, cái lê này hôm bữa mình đi nhà anh Hư, anh kia mình bẻ cái trái nó nhỏ hơn, cái này nó bự. Cái này nghe nói là lê này nó còn bự nữa. Còn bự nữa nữa các bạn. To, trái nó bự được cỡ này các bạn, bự vậy nè. À, bỏ bịch đi anh, em đang quay phim mà. Quay chó đi. Quay chó, nè. Come on, come on. Here, here, here. Đây con. Đây con, đây đây, đây đây. Con ăn lê nữa hả? Ăn lê nữa hả? Qua nãy nó quen mình anh nè. Hiền. Hiền khô à? Các bạn ở đây có thêm một trái nè. Cây này. Ô, trái này hơi nhỏ. Cái cây này ha, ở đây anh trồng được 3 cây ha, một cây ha. Rồi đây một cây nữa ha, hàng kia cây nữa là 3 cây. 3 cây lê tất cả. Nè anh. 3 cây lê. 3 cây lê, còn cây này là cũng cây lê luôn không anh? Nhưng mà loại khác, loại này loại tròn. Còn cái loại này giòn, loại này loại giòn. Cái loại này ngon nè, em khoái ăn loại này nè. Loại này nó bự chút nữa nó hết. Loại này cỡ này thôi à. Cái loại này ăn ngon, loại này nó ngọt. Nước không à, nè. Cái loại này cũng quanh vậy. Chứ tay đâu mà bỏ vô. Đó các bạn thấy không? Cái này hôm bữa lại nhà chị Na có một mớ luôn. Nè các bạn. Có kiến vàng nữa đó. Kiến nó ăn kiến. Có kiến vàng nữa đó. Kiến vàng tốt, không có sâu. Nó cắn anh á. Nó đâu có sâu đâu, còn cây trong nhà nó có sâu là tự nhiên không có kiến vàng. Ấy nè, hai trái bự quá nè anh. Wow. Đây nè, hai trái nè. Đó đó, wow, có cái con gì nó bay ra ghê quá. Bự ghê. Cao quá ha. Cái này chắc anh phóng phân gà cho nó hay sao? Nè các bạn coi nè, một chùm luôn. Tối thui không thấy, một chùm luôn. Nhiều rồi, thôi nhiều, nặng rồi. Đây là trái này, trái bự nè. Trời ơi, trái bự ghê, bự hơn nhà chị Na luôn. Đi vô. Cái này đánh đâu bốc phân luôn. Vậy hả? Không bón luôn hả? Anh trồng bình thường nó muốn lên sao nó lên anh em mới phát hiện cây đào kìa anh, có trái kìa. Đào, đào long. Đào. Ồ. Táo của ấy nè, của tụi Nhật á. Nè nè, có mấy trái này ăn được rồi nè, nó đỏ rồi. Đây nè anh, nó đỏ nè. Nó hơi bị đẹp. Ha. Đó, cái trái đỏ đỏ đó, bẻ trái ra đi. Dưới ở trên này trái bự nè anh. Ủa? Đó con chim ăn rồi. Vậy hả? Yeah. Nhìn xa xa tưởng hồng. Bây giờ đã táo. Hồng này chưa hết chín. Được mấy trái. Rồi thôi đi vô. Bên đây còn trái. Ồ, trái này bị sâu rồi. Trái này bị sâu rồi. Hết rồi. Hết rồi. Nè mọi người, em quay. Đó. Vô. Vô con.